Bắt đầu từ ngày 2 tháng 1, Hàn Quốc đã bắt đầu thực thi đối sách siết chặt kiểm dịch nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch COVID-19 từ Trung Quốc vào trong nước. Theo đó, những người có thị thực cư trú ngắn hạn đến từ Trung Quốc phải thực hiện xét nghiệm COVID-19 bằng hình thức khuếch đại gen PCR ngay tại sân bay khi nhập cảnh. Trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm, người nhập cảnh phải đợi ở một khu vực riêng và nếu được xác định nhiễm COVID-19 thì sẽ bị cách ly tại cơ sở tạm thời. Đối với người Hàn Quốc hoặc người nước ngoài cư trú dài hạn trong nước thì phải đến cơ sở y tế tại địa phương cư trú để xét nghiệm PCR trong vòng một ngày sau khi nhập cảnh từ Trung Quốc và đợi tại nhà cho tới khi có kết quả xét nghiệm. Chính phủ cũng hạn chế cấp thị thực ngắn hạn thông qua các cơ quan ngoại giao đóng tại Trung Quốc cho tới cuối tháng 1 này, do nhận định thấy cần thiết phải hạn chế các trường hợp du lịch ngắn hạn vào trong nước. Tùy theo tình hình, chính phủ có khả năng sẽ kéo dài thời gian áp dụng quy định này ngoại trừ các quan chức ngoại giao hay có lý do nhân đạo như tham dự lễ tang. Người nhập cảnh từ Trung Quốc bắt buộc sẽ phải nhập các thông tin như số điện thoại và địa chỉ cư trú trong nước trên hệ thống điền trước thông tin kiểm dịch QR. Bắt đầu từ ngày 5 tháng 1, hành khách đi trên tất cả các chuyến bay khởi hành từ Trung Quốc sẽ phải nộp giấy chứng nhận âm tính với COVID-19, bất kể là đến Hàn Quốc vì mục đích nhân đạo hay công tác công vụ, chỉ trừ trẻ nhỏ dưới 6 tuổi. Nhằm tăng cường phòng dịch đối với người nhập cảnh từ Trung Quốc, chính phủ đã mở rộng không gian chờ và trung tâm kiểm dịch tại sân bay quốc tế Incheon, cũng như chỉ định các cơ sở tạm thời có thể tiếp nhận ca nhiễm Covid-19, tăng số nhân lực kiểm dịch tại sân bay lên tới tối đa 550 người một ngày.